Hi, welcome back to my channel. Start kìa go. Ok. Let's go. Okay, let's go. Slender Yaza Silla. Thank you.
Let's go. Oh my gosh, hold on. Thank you.
Game này thì các bạn sẽ phải soi những chiếc cam này làm sao để tránh những con gấu sẽ vào trong nhà các bạn nhanh nhất có thể. Các bạn sẽ coi được thời gian càng lâu càng tốt thì những chú gấu đó sẽ không vào được bên trong và cắn các bạn. Thì các bạn sẽ coi nếu mà những chú gấu đó vào trong thì các bạn có thể tránh được này và các bạn sẽ chờ chú gấu đó đi, sau đó thì các bạn đi sang phòng khác các bạn lại bỏ ra để tránh và tiếp tục các bạn sẽ lại soi những chiếc cam này nữa. Ok. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Let's go. Thank you.
my god. Wow. Ok, vào tập tiếp theo. Sẽ phải tìm một miếng sắt hay gì đó thì các bạn cứ mở đây ra. Wow, chúng ta vào luôn bên trong luôn.